Dạ, gia đình em có bán cà phê chị. Em vừa làm pha chế, vừa làm nhân viên đưa cho khách, rồi là làm thu ngân làm hết. Nó còn mình nó bán rồi mình nó thu luôn đó. Mặt mũi xinh xinh tí. Con gái là phải xinh rồi. Vấn đề là mình qua mình cảm nhận thế nào thôi. Em thấy con trai chủ yếu là, đặc biệt là người chồng á, phải có ý chí mới biết chăm lo cho vợ con, hướng tới gia đình là được anh. Trời ơi, hiền gì mà hiền dữ rồi vậy trời. Xin mời gia đình bên đàn gái. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Đúng rồi. Chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trần Thị Ngọc Mai. Mình hiện tại là 25 tuổi và quê mình tại Đắk Lắk. Em làm telesale bên mảng về dịch vụ tuyển dụng. Hiện tại em làm ở quận 1. Rồi, mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và bạn nữ bên kia. Rồi, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Long, 25 tuổi. Sao hồi hộp vậy? Dạ. Quê ở đâu? Dạ, quê em ở Sài Gòn. Em làm gì? Dạ, em làm nhân viên bán cà phê em. Cái gì đâu mà hồi hộp, nhân viên người ta phải thoải mái lên, tự tin chứ, đúng không? Dạ. Chị hỏi nè, cái cà phê á, em là nhân viên bán cà phê cho người ta hay dạ, là gia đình em có quán cà phê? Dạ, gia đình em có bán cà phê chị. Em vừa làm pha chế, vừa làm nhân viên đưa cho khách, rồi là làm thu ngân làm hết. Nó còn mình nó bán rồi mình nó thu luôn đó. Dạ. Dễ thương á. Mai, em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng với mọi người, biết chăm lo cho gia đình. Điểm yếu của em chắc là em làm telesale nên chắc là em hay nói nhiều, với lại có thể là nói nhanh một xíu. Em có cái tật xấu nào không? Có ghen dữ lắm không? Em thì em có ghen, nhưng mà ghen có, nói chung mình ghen đúng thì mình ghen. Còn cái gì không nên ghen thì em sẽ không có ghen. Ghen vô cớ. Có nóng tính không? Bình thường thì em cũng ít nóng tính đó. Chỉ khi mà em xúc động quá thôi. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, lại gặp ai cũng nói được hết. Khuyết điểm em ít tài lẻ lắm. Khuyết điểm đó tài lẻ. Khuyết điểm là em ít tài lẻ. Ê, em có mấy mối tình rồi Long? Dạ, ba mối tình anh. Ba mối tình luôn hả? Nhưng mà tài như đơn phương không? Ủa, đơn phương không? Dạ. Em có nói với người ta không? Dạ có chứ. Em nói sao? Trong tin nhắn á, nhắn là em rất là yêu bạn đó. Bạn đó cũng vẫn nhắn lại bình thường thôi, nhưng mà bạn không có vô vấn đề là tình yêu anh. À, tức là tỏ tình mà không được. Dạ, đúng không anh? Nhưng mà đó giờ em có nắm tay một người con gái nào chưa? Dạ, dạ có. Có rồi, có hôn người con gái nào chưa? Dạ, chưa. Chưa luôn. Đó, thấy chưa? Thấy bên đây cho ta còn tinh nguyên không? Còn mình thì sao? Mai, em có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình cách đây khoảng 2 năm rồi. Là một mối tình duy nhất, quen được bao nhiêu lâu? Một em quen thì cũng được khoảng có hơn 3 tháng thôi chị. Lý do chia tay? Do là khoảng cách địa lý, với lại bạn đó về quê lập nghiệp luôn đó chị. Bây giờ thì có điều kiện rồi đó, hai bạn ở chung một thành phố luôn. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Long? Dạ, nửa yêu thương là cần cao 1m55 trở lên. Rồi không có mà đu đòi quá, mặt mũi xinh xinh tí. Con gái là phải xinh rồi. Vấn đề là mình qua mình cảm nhận thế nào thôi. Em gặp em thích là em... Gặp thích là thích thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi. Còn em? Em, người mẫu lý tưởng của em thì cao hơn em thì tầm khoảng 1m65 hoặc là 1m7 trở lên. Có luôn. Em không thích bạn trai em bụng to quá, là bình thường thôi là được rồi chị. Thì em dạ, không thích cái điều gì ở bạn trai về tính cách? Về tính cách thì em không thích bạn trai ba phải. Đặc biệt là không thích con trai hút thuốc lá chị. Không thích con trai ba phải. Dạ. Không thích trai hút thuốc lá luôn. Dạ. Bên này không có hút, để bán cà phê, uống cà phê thôi. Dạ. Uống cà phê được không? Dạ được, nhà em ở Đắk Lắk nữa. À. Nhưng mà cà phê thì em cũng đi làm thì cũng uống cho nó tỉnh táo tỉnh xíu táo thôi. Dạ. Em ơi, nếu như mà bên em với bên đây đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu chúng ta có thể tiến tới được? Dạ, nếu mà phù hợp thì khoảng tầm 1-2 năm. Em hình dung chàng trai bên đây thế nào? Nãy giờ nghe giọng nói. Em nghe giọng nói thì chắc là hơi nhút nhát một xíu. Rất là nhút nhát, thành ra là ba dạ, mối tình đều là đơn phương hết luôn đó.
bà mối qua coi coi được không nè. Bạn nam ơi, dạ. Em hình dung bạn nữ bên đây như thế nào? À, dễ thương, theo em nghĩ là bạn nhỏ con. Em nghĩ bạn này cao hay lùn? Theo em nghĩ là cỡ 1m58. Dạ em 1m62. Người ta 1m62 được đó ông dạ. Ơi Em cao mét nhiêu? Em cao 1m7. Đẹp trai à, em này đẹp trai lắm à. Đúng rồi. Có duyên á. Đó, em không thích điều gì ở bạn gái? Thấy ví dụ thấy người ta mua gì ra mới ra là mình đua đòi mua theo hả? À, em không thích. Mà em đi với ai hôm nay? Hôm nay em đi với bạn. À. Bạn thân. Dạ em chào hai MC dễ thương. Chào quý vị khán giả. Dạ em tên Minh, là bạn của Long. Thì theo mình thì bạn nữ bên này cũng dễ thương. Theo mình là bạn hiền. Dạ. Hai bạn đến đây là cũng là một cái duyên rồi. Dạ, nên bấm nút cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em đi với em. Hôm nay em cũng đi với bạn thân của em. Dạ, xin phép chào hai MC cùng với lại bạn Long cùng với lại quý vị khán giả đây. Dạ, em xin phép tự giới thiệu, em tên là Thu Hiền, là bạn thân của bạn Mai. Bọn em là hàng xóm với nhau, là chơi thân từ nhỏ đến lớn giờ. Hiện tại trước đó Thanh Long có nói là Long hiện tại là ảnh kinh doanh cà phê với là hỗ trợ thông tin cà phê. Hiện tại bên em là phố núi, đây là thành phố cà phê luôn. Đúng rồi. Mọi người có thể là có dịp thì có thể mời quý vị khán giả về ghé thăm thành phố cà phê bên em. Hiện tại chị Bếp Anh nhận xét về bạn Nam. Hiện tại là bạn khá là hiền. Tại nếu mà có nhu cầu thì hai bạn có thể là tìm hiểu thông tin với nhau và tiến đến hôn nhân cũng được. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi Long. Quà em cảm ơn ạ. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây là khăn tròn cổ em tự đan á, em mong là anh sẽ dùng nó những khi trời lạnh. Rồi, ok. À, anh nãy giờ thì chia sẻ thì em cũng chưa có rõ hình mẫu lý tưởng của anh á. Thì không biết là anh muốn một người phụ nữ, người yêu hay là người vợ của anh á thì như thế nào? Mà hình mẫu của anh là không có đua đòi, với lại biết làm công việc nhà tí thôi. Nói chung việc nhà thì em cũng biết làm. Nói chung là khi ví dụ chúng ta mà tiến tới được với nhau á, thì ví dụ như là em là việc nhà thì em cũng mong là anh có phụ giúp việc nhà cho gia đình á. Đúng rồi, đúng rồi. Còn về đua đòi thì anh yên tâm, em không phải là người phụ nữ đua đòi anh. À. Em thì em thích một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Nói chung là biết đối nội đối ngoại. Nhưng mà em vẫn mong muốn là anh hướng về gia đình nhiều hơn. Rồi cũng muốn anh là người chính trực. Anh có lập trường vững. Đúng rồi. Với lại có ý chí. Em thấy con trai chủ yếu là, đặc biệt là người chồng á, phải có ý chí với biết chăm lo cho vợ con, hướng tới gia đình là được anh. Trời hiền gì mà hiền dữ rồi vậy trời. Rồi mình hẹn hò sao đó Long? Nói cho bạn gái biết đi, tuần mình gặp nhau thế nào đó. Ví dụ như em rảnh ngày nào thì em cứ nói anh, rồi anh anh lúc nào cũng thời gian anh cũng rảnh. À, dạ. Nhưng mà em biết không, nhiều khi mình phải có cái nhu cầu của mình nữa. Đâu dạ. Phải là bạn gái rảnh thì là, hoặc là muốn gặp em á, thì em mới đến gặp đâu. Em phải có cái mong muốn là em muốn gặp bạn gái. Thì là lúc đó bạn gái có dành cái thời gian cho em được hay không đó. Dạ. Thì một tuần em rảnh khoảng bao nhiêu ngày? Một tuần thì hiện tại em làm từ thứ hai đến thứ sáu. Em làm từ 8 giờ sáng tới khoảng 7 giờ tối. Thì còn sau giờ gian đó thì em rảnh. Sau thời gian đó thì em muốn mình có thể gặp nhau, còn hoặc thứ bảy chủ nhật thì lúc nào cũng được. Rồi tương lai hai đứa lấy nhau thì mình ở đâu ha? Dạ tương lai chắc ở nhà em, nhà anh á. Được đó, đó là vậy em... mới được ở nhà anh đó, thì em thì vậy. Lấy chồng thì chồng ở đâu thì em theo đó. Dạ. Nếu mà tiến tới được hôn nhân á thì anh thích trai hay gái, với anh thích bao nhiêu đứa? Theo anh nghĩ á, con cũng như nhau, cũng như trai gái đồng cấp nhau hết. Đó, à, quan trọng đó là con của mình vậy, đúng không? Con của mình thì yêu thương với anh. Anh thấy em thì đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm về người mẫu lý tưởng của anh? Khoảng chắc 80%. Em mong là anh sẽ tự tin và chủ động hơn một xíu. Dạ, em thấy anh thì khá là hiền. Rồi bây giờ giao lưu văn nghệ chút rồi bắt đầu mình tiến hành bấm nút nha. Em thì không có tài lẻ nhiều, thì thôi em cũng hay hát, thì hát cũng hay lắm, thì thôi em tặng mọi người một bài Hơn Cả Yêu của Đức Phúc.
Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Dạ, chị thấy ạ. Cảm giác trong em bây giờ hơn cả yêu rồi đó. Bây giờ trở về ghế đi, chúng ta tiến hành bấm nút thôi các bạn. Sau một cuộc trò chuyện và trao đổi cũng như góp ý của bạn bè, chúng ta tiến hành bấm nút, hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thôi, cái cặp này bấm rất đồng điệu, rất là nhịp nhàng luôn. Rồi, chúng ta nhau đi Long. Ngày mai chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ thì Long có thể nhìn về màn hình, có thể là gia đình của Mai đang xem. Và mình xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò và hứa với gia đình cái gì đó nha. Dạ, xin phép cô chú với con với lại Mai hẹn hò với nhau ạ. Con sẽ chăm lo cho Mai với lại cho Mai được hạnh phúc ạ. Sau này để anh mạnh mẽ lên để chủ động rủ em đi chơi. Rồi lo cho em các kiểu. Đúng rồi. Rồi hôn coi nào. Rồi, chúc mừng các bạn. Hai đứa đi đỡ uống cà phê. Long. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời. Dạ. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa. Trời, chưa nắm tay luôn. Dạ. Lạ gì ta. Ơi. Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ không. Dạ không. Em không thích gầy. Không. Thôi chết. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin chào hai MC, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Và rồi, bạn gái bên kia cùng tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Huyền ạ, sinh năm 1992 ạ. Quê em ở Linh Bình ạ, hiện tại đang làm ở dưới Long An ạ. Em làm cái gì ạ? Em làm bên QC kiểm hàng. QC kiểm hàng giá ấy ô tô ạ. Rồi em, tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn trai bên kia và tất cả mọi người. Em tên là Đặng Thị Ngọc, hiện tại năm nay em 27 tuổi ạ. Ngọc làm gì? Hiện tại em đang làm công nhân tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em hiền, khéo thì không khéo lắm nhưng mà cũng biết theo một chút xíu. Biết theo. Dạ, còn nhược điểm của em thì tại em hơi khô khan mà nhiều khi em thẳng tính quá đâm ra dễ mất lòng người khác. Cái đường tình duyên của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói chính thức thì em chưa yêu ai nhưng mà em cũng có tìm hiểu một vài người. Nhưng em cảm thấy chưa phù hợp lắm nên em đã không tìm hiểu tiếp ạ. Vậy đó hả? Tức dạ. Là có nghĩa là chưa có tình yêu. Dạ. Chưa có tình yêu luôn. Dạ. 27 tuổi rồi. Dạ. Có nắm tay con trai lần nào chưa? Dạ chưa. Trời, chưa nắm tay luôn. Dạ. Lạ gì ta. Huyện có người yêu chưa? Em về mới tình chính thức thì chưa, nhưng mà chưa có yêu đơn phương một người 3-4 năm rồi ạ. Đơn phương thôi. Vâng. Huyện có nắm tay con gái chưa? Nếu mà nắm tay với cách bình thường thì có rồi. Ý là mình không có cảm xúc, ý là không có cảm giác là yêu đương gì thì nắm tay đấy là bình thường. Có hôn con gái chưa? Chưa. Chưa luôn. Vâng. Ôi giời. Trời ơi. Vậy là dạ. Hai bạn này chưa yêu đương. Coi như là trinh nguyên hết cả hai đứa một cặp luôn đó. Được rồi, cặp đôi này hay nè nha. Ôi ôi cái cặp này nữa. Đúng rồi. Bạn gái, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người có một cặp mắt đen to 2 mí, người có dáng cao. Cao bao nhiêu? Họ phải đen. Em nghĩ trên 1m65. Trên 1m65. Nhưng nếu cao hơn thì tốt hơn. Tốt. Em thấy có được bao nhiêu phần trăm Huyện? Chắc tầm 30-40% rồi ạ. Hả? Được bao nhiêu cơ? 30-40% mà. Được có 30-40% hả? Vâng, nhưng mà không biết được nhất trong ai gặp mặt này thích thì sao, em không cái đấy không nói trước được ạ. Đó, bây giờ bạn ấy nói là em 1m65 đổ lên thì em
Em cũng 63 đấy ạ. Mắt hết 2 phần. Đấy, thế mắt có to không? Mắt bình thường ạ. Bình thường, thế có đen không hay nâu? Đen đấy ạ, mắt đen, đen. Mắt đen. Vâng. Bây giờ mập hay ốm nè? Em cũng hơi gầy gầy một tí ạ. Hơi gầy gầy, em thích gầy hả? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Em không thích gầy? Không. Thôi chết, 30-40 là đúng rồi. Vậy thì 30-40 rồi đấy. Chết rồi, ông Mai ơi. Chào cưng. Dạ, chào. Sao? Xem tình hình nào chứ. Không, bây giờ vâng. Là có được 30-40% cái yêu cầu thì thế này thì có mà. 30-40 rồi người ta nói chuyện với nhau, rồi người ta nhìn nhau, biết đâu con tim nó sẽ làm lên 100. Thế còn quan trọng là con tim thôi. Thế còn bên đây thì sao này? Bây giờ em mong muốn cái người bên đây như thế nào? Để xem được bao nhiêu phần trăm nào. Em mong muốn một cô gái chuyện có duyên xíu ạ. Có duyên? Nãy giờ em thấy cô bên đây nói chuyện có duyên không? Thật ra cái này chắc phải nhìn mặt thì em mới cảm nhận được ạ. Úi dồi, người ta chỉ cần nghe thôi người ta cảm nhận là có duyên hay tại không. Tại vì rồi. Em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều với con gái. À vậy à. Rồi, thích cao hay thích thấp? Cao, thích đẹp, rồi thích da trắng, tóc dài hay mắt như đen, nào? Mắt trắng, mắt vàng, mắt xanh, mắt đỏ. Em thì không cần phải xinh quá, tại vì em cũng thiếu tự tin khi gặp những cô gái xinh quá, mình cũng không được đẹp nên. Sao đi quang thế, cũng đẹp trai đấy nhá. Em không thích bạn gái điều gì? Thì bạn gái em quá cá tính ạ. Cá tính hả? Em thích hay nói nhưng mà đừng có cảm làm. Không thích cầm ràm, ý là hay nói lên, tính đèn, em càm ràm nói nhiều đó. Tính em ý cũng ít nói thích, rồi cuối cùng ông phải thích thôi. Em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Em gái. Dạ. Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bạn đó? Em thấy chắc là em trượt mất vài tiêu chí rồi đó. Trượt mất thì cỡ chắc cũng 30-40% phải không? Chắc có lẽ là vậy ạ. Em thế. Thôi, quan trọng vẫn là con tim. Thôi giỏi gia đình. Gia em đình. Gái đi với ai? Dạ ngày hôm nay. Em tới có một mình vì gia đình em ở ngoài Bắc. Rồi. Có một người dì có hứa đi nhưng vì công việc đột xuất công ty không cho nghỉ được ạ. Rồi, được rồi, không sao. Rồi, không sao hết. Em trai tôi đi với anh. Tôi sẽ thay mặt gia đình đàn gái. Dì với chị gái và các cháu ạ. À, vâng, em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và chào em gái, chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Hiền, chị gái của em Huyện. Huyện ấy thì ở nhà thì thật là tính của Huyện thì rất là hiền lành và thật thà. Em cũng có nhận xét với em gái bên đây ấy là em gái bên đây thì có khuôn mặt rất hiền và dễ thương. Thì em cũng mong là hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu như mà có thể mà tiến tới xa hơn được thì cái đấy là cái điều mà gia đình rất là mừng. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị ạ. Mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Yeah. Kêu rào. Huyện ơi là Huyện. Dạ. Lên tỉnh đấy, đi em. Quay qua nở nụ cười xem nào. Chào em. Công Huyện. Qua phường ngay. Hôm nay anh không có hơi kiểu cái bạn nên anh chưa cùng chị nhiều nên anh tặng bố hơn. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Ngày hôm nay em có món quà gửi đến anh là giỏ trái cây. Em hy vọng là ngày hôm nay em với anh sẽ có duyên và mọi thứ sẽ tốt đẹp và đơm hoa kết trái giống như giỏ trái cây này. Cảm ơn em. Người ta có ý hết trơn hết trọi đó. Đây. Hình mà đơm hoa kết cười trái. Cười liên tục cho tôi, nụ cười cực kỳ duyên dáng nha cô gái. Yeah. Lần đầu em nhìn anh thì em cảm nhận với anh thế nào nhỉ? Anh hơi gầy, thực sự thì về cái nhìn đầu tiên thì có lẽ là em cần thời gian để nói chuyện. Còn anh đánh giá em được khoảng bao nhiêu điểm trong cái yêu cầu của anh? Anh nói thật là trong tình yêu thì anh dễ tính lắm. Nhưng anh cũng phải... Nếu xét bề ngoài thì anh không dám chê chắc chắn cái điều gì cả. Nhưng mà nếu mà tính cách thì phải tìm hiểu thì anh biết được. Chứ còn giờ anh thì cảm nhận em là người khá dễ thương ạ. Nhìn mặt cũng khá hiền ạ. Em cảm ơn ạ. Giờ nói cái cảm nhận đi. Em thấy là với người con trai này á, em có thể mở cửa trái tim của mình được không? Em nghĩ là có thể ạ. Nghĩ là có thể. Dạ. Và còn anh thì nghĩ thế nào? Anh thì nghĩ chúng mình cũng nên tìm hiểu nhau để hiểu nhau rõ hơn rồi. Còn nếu mà em muốn tiến tới hôn nhân thì trong mà chúng ta tìm hiểu kỹ trong năm nay có thể cưới thì càng tốt, mà không thì sang năm cũng được. Đó, quyết liệt luôn á, có thể năm nay luôn. Em tiến tới em hát một bài nào đó, giao lưu văn nghệ có thể đem đến một cái sự thoải mái. Thật ra em hát cũng hay nhưng mà... Cái đó, vui là chính. Nào, hãy giải tỏa tâm lý ngay lúc này. Nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó. Hôm nay em nói em cần đôi tay, em nói em cần dắt anh đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng nhau ta đi đến đâu cũng được.
Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, trong ôm được thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ôm được ngôi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu, có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh nói. Thôi nhíu ra. Trời đó, như thế là đủ rồi. Người ta gọi đó là hát từ trái tim đó em. Đưa ra quyết định của mình, sau 3 tiếng đếm, chúng ta phải quyết định trái tim mình có rung động hay không. Nếu rung động, hãy bấm. Và khi bấm, phải có trách nhiệm với điều đó. Còn nếu không rung động, không thích, không cần bấm. Nào, sẵn sàng. 3, 2, 1, 1. Hết thời gian. Đã bấm. Vui quá à, cái cặp này. Cái cặp rồi. Này bấm nó vui quá à. Nắm tay nhau đi. Thực sự á. Cặp này phải hỗ trợ quyết liệt nha chị. Bây giờ thì cái nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Chết này, mình mãi hai mà. Đứa đều đầu tiên đó. Đầu tiên hết đó. Sao cảm giác sao nói nghe coi nè. Có nổi da gà không? Em nghĩ là cái đó để cho chị nghe đi. Cảm giác khó tả đúng không? Dạ. Đây là phần quà của cô gái tặng cho chàng trời trai. Trời ơi, đơm hoa kết trái. Đúng rồi. Quá trời trái. Bảo vệ bạn gái kìa. À, em xin cảm ơn chị. Rớt rồi, nó. Để lại đi. Rớt. Cho nên cần đi. Cái này là duyên số. Chúc mừng cho những cặp đôi đã bấm nút hẹn hò với nhau. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Hy vọng rằng niềm vui hạnh phúc sẽ bền vững mãi mãi. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè. Chứ ai tự nhiên giây. Mới gặp 15 dạ, giây không? 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó dạ. Xem là giống như thế nào đánh đó, ha. Thôi cũng lạ. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là vậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng hình khó đoán. Xấu nhất á. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Rồi, mời đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền à. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ à. Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ à. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ à. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Còn em trai? Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân Lung chào Linh em. Chào bạn nữ xinh xinh. Chào tất cả những người xem chương trình. Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Văn. Em năm nay thì 30 tuổi. Em đang làm việc ở quận Tân Bình. Em làm về IT. Nói nghe nè, muốn hỏi bạn trai chút xíu. Sao dạ. bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị. Đúng rồi, nữ ai không xinh. Em quê ở đâu? Dạ, em quê, em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cũng thành phố Hồ Chí Minh dạ. luôn. Em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ. Và em rất là thích ca hát. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút, nhưng mà cái đó là rất là ít à. Cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là như thế nào? Dạ, không nói chuyện thôi. Dạ, chà, không nói chuyện, đi hả? Chỗ khác chứ không có đập đồ đúng không? Không đập dạ, đồ. Dạ không đâu. Bạn trai, điểm dạ. mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì thật thà, hiền, đa số mọi người nói vậy. Không mà hiền thiệt. Dạ. Nhìn thấy em rất là hiền luôn. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính. Hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ, tại vì nó có rất là nhiều điểm chung. Tại vì em nói chung là cũng nóng tính á, nhưng mà những cái lúc mà nóng tính như vậy thì em làm gì? Cũng giống bạn nữ là thường im lặng. Vậy là hai người nóng tính im lặng hết khỏe. Trời, ai cũng nóng kiểu này đỡ dạ. ghê luôn. Đỡ biết mấy luôn. Em nói em thích hát đúng không? Dạ. Giờ hát liền cái đi coi cái thích hát dạ. với hát hay coi có giống nhau. Em hát hay không? Dạ, mình nghe thử rồi thẩm định ha. Dạ, để thẩm định giúp ha. Em ạ. À. Ừ. Em hát. Hát đi. Tình yêu trong em vẫn luôn hầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn, chỉ là em đôi khi khó nói nên lời, mong anh hãy cảm nhận thôi. Trời ơi, hay vậy cá ta. Tính lắm nha, trời ơi. Xinh
Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn đó. Không, anh cảm nhận thôi đó. Tới bạn trai. Em thì hát thì không được hay lắm, nhưng mà em thích làm thơ. Em muốn gặp mặt bạn nữ rồi lúc đó rồi. À, mới thành thơ đúng không? Dạ. Rồi được rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Cái gì kỳ á. Trời ơi, tôi lần đầu tiên tôi thấy mối tình 15 giây. 15 giây. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè, chứ ai tự nhiên mới gặp 15 giây. 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó. Dạ. Xem là giống như thế nào. Đánh nữa, ha. Thôi cũng lạ. Còn em mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình, nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm. Thì tụi em quen em đềm chưa tới một ngày đẹp trời thì bạn có bạn gái khác. Rồi còn cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau, nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp. Là thôi luôn. Cũng vẫn làm bạn ạ. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng. Tại vì... tức là tin em ấy đúng không? Dạ. Nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin chứ, giờ tự nhiên bắt người ta tin mình sao không ta tin được? Tại vì tin tưởng nó rất là khó. Tin tưởng một người, ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương. Tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết, nhưng mà cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó. Và em làm được là cho em cơ hội, em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác. Thì ngoài cái mong muốn về cái sự chân thành như là vừa rồi em mới tâm sự, thì em còn muốn cái người bạn gái của mình về ngoại hình thì phải như thế nào? Cái ngoại tính hình tình thì đó giờ em không có đặt nặng, nhưng mà con trai thì ai cũng thích xinh, trắng, dễ thương. Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên rào này? Em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và quyết đoán. Cô ấy có xinh không? Dạ chắc xinh, nghe giọng xinh xinh. Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không? Chị Hồng Vân nghe ơi, giọng thì rất khó lắm. Em có 2 tấm hình đây ạ. Chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng. Đây là em lúc nhỏ và em xin nói thêm là em dậy thì thành công. Đây, dạ. Bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó, lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là dậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng hình khó đoán. Xấu nhất á. Nhưng mà em đoán là cái bạn này. Thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rủ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử à? Giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Lớn. Tôi đoán hình nhỏ đó. Đây, mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác cho nên ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Bạn đúng em luôn đó. Dạ đúng rồi. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Chào em gái. Dạ, à. Chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng mét 55 thôi. Mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi mong muốn gì nữa? Dạ anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn. Tại vì em quen bạn trai á, theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn. Mà nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ. Bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm. Ha, kiên nhẫn nữa. Không có giữ hung dữ đâu sợ. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô ruột của em. Với lại là bạn thân của em. Rồi xin chào gia đình đàn gái. Chào cô ruột. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào đặng trai và chào cháu bên đó. Tôi là cô ruột của bé Huyền. Bé Huyền là rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, vui vẻ, hoạt bát. Tôi thấy là cháu trai bên này nhìn rất là đẹp trai. Nhìn hình thức thì rất ưng ý rồi. Thì nội dung thì để hai cháu tìm hiểu nhau. Nếu mà thành đôi được thì rất là tốt. Tốt quá. Rồi, cảm, rồi cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu mợ. Rồi chào gia đình nhà trai. Trời ơi, gia đình nhà trai hùng hậu quá. Dạ xin chào Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Hai MC dễ thương ha. Và dạ, chào chương trình. Tôi đây là mẹ của Minh Văn. Ở đây mình thì có 4 đứa con, 3 gái. Có một mình cậu này con trai thôi. Mà ba cô con gái gả hết rồi. Còn có mình cậu này thôi.
Nếu mà hai đứa tìm hiểu với nhau mà đến được với hôn nhân á thì tốt. Hai đứa đồng ý là lúc nào chịu là mẹ cưới liền á, không cần đợi tới chừng nào hết trơn á. Mẹ đang trông dữ lắm rồi đúng không? Mẹ thấu dâu tương lai sao, hợp không? Thấy cô dâu này thì vừa ý lắm á, đẹp gái mà cũng ăn nói cũng dễ thương. Quan trọng là hai đứa coi có hợp hay không. Đúng rồi. Nếu hai đứa bấm nút á thì hai đứa tìm hiểu nhau, nếu được thì cứ việc lên tiếng nói là mẹ bước qua mẹ cưới. Hay ơi, quá. Hay quá mẹ ơi. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Dạ rồi, em tặng anh luôn hả? À, lần đầu tiên anh xin tặng em. Dạ. À, em muốn mở ra con. Mở ra đi cưng, mở ra đi. Em mở ra luôn hả? Để xuống mẹ. Đây. Rất là chu đáo luôn nè. Để em cầm cho anh nha. Giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha. Thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn á. Anh xin tặng em về cái hộp nhạc. Khi mà mình vui hay mình buồn gì đó, mình cảm thấy mình muốn thư thả, thư giãn á, thì mình có thể dặn nó lên. Cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á. Ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó. Dạ đúng rồi. Tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó. Thì giống như trong tình cảm cũng vậy, thì mình phải bỏ ra tâm huyết, công sức thì mình mới xứng đáng có được nó. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, bạn này là gọi là bạn ấy nội tâm lắm, mà bạn rất là sâu sắc đó nha. Anh ơi, em tặng cho anh. Anh có thể mở ra ạ. Trong đây là nó là một cái ví. Dạ, một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi ạ. Khi nào anh dùng là anh nhớ tới em à. Tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24/24 nha. Dạ, cảm ơn em. Hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị rung rung rồi đó. Yeah. Nó bị uíu uíu hay sao? Chị á? Để em hỏi trước. Nói đi, hỏi đi. À, em 24 tuổi, anh thì 30 đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thấy em khá là trẻ đối với anh? Anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không, mà là do cái suy nghĩ. Dạ. Một người có thể mà chỉ có 18, 19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi. Dạ. Thì qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi. Còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường. Em rất là tâm lý luôn đó. Ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó hoặc là em cảm thấy bực mình thì em cũng cho qua. Hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi. Dạ, chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ, em không có. Hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ. Thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha. Dạ. Cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm. Em rất là muốn nghe luôn. Lần đầu tiên gặp Huyền, có lẽ đây là duyên. Mái tóc thật đen tuyền, mắt em như kim tuyến, giọng nói làm sao xuyến. Nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàn huyên thì bấm nút nha Huyền. Trời ơi, đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe. Cho nên phải thấy em rồi mới ra được cái bài thơ này. Hay quá. Rất là hay luôn ạ. Em nhìn anh thì em nhớ ra một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn. Anh có muốn nghe không? Hát luôn. Một đoạn nhỏ thôi ạ. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ 3 năm rồi đây, suốt thời gian qua anh đã ở đâu, sao không ở đây. Thu mọc tóc luôn. Nghe giọng rất là thanh, rất là hay. Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về những cái sâu sắc cũng như là về văn hóa văn nghệ ha. Bây giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Mỗi người nói một câu, sau đó tiến hành bấm nút. Em muốn nói trước không? À, nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á thì mình có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó. Dạ, với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai mà lớn em nhiều tuổi ạ. Anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn tiến tới. Dạ. Đó, vậy là hiểu rồi đó. Rồi, để tay nút bấm các bạn. Tôi thấy rằng hai bạn rất hợp với nhau nhiều thứ. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái gì đang có và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thật sự. Và chuẩn bị, chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi, chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này. 1, 2, 3 hết thời gian. Rồi, chúc mừng.
Rồi ta làm thủ tục nào, ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào. Dạ rồi. Chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng tụi em. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà đó. Rồi, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn chương trình. Hạnh phúc nghe. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên, họ đã đồng ý hẹn hò. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình tiến tới nhau, tiến tới những cái xa hơn. Tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Vân và em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em tên là Đỗ Thị Mỹ Hạnh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang là vừa đi học và vừa đi làm ạ. Bên mảng tổ chức sự kiện. Nhưng mà bây giờ làm chính hay là học chính? Dạ, làm chính để nuôi việc học ạ. Đi làm hay chính rồi không? Mời nhà trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Anh Tuyến. Em năm nay 27 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Hiện tại em đang công tác tại Đồng Nai luôn. Là em mà làm bên mảng đo đạc địa chính. Còn Hạnh ở đâu hả? Dạ em cũng ở Đồng Nai ạ. À em ở Đồng Nai luôn hả? Dạ. Hỏi đi hỏi có gần có bà con gì không? Em ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai á. Không biết bạn nữ ở bên kia là ở đâu ạ? Em ở Định Quán, Đồng Nai. À Định Quán, dạ, dạ không xa lắm. Không xa lắm hả? Dạ tại em cũng hay đi đo ở khu vực Định Quán. Em trai, em có ưu khuyết điểm gì? Dạ em ưu điểm là làm gì cũng nhanh. Có những thứ không nhanh được nha. À dạ, cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Cái nhanh của em cũng là vừa là ưu điểm mà cũng là vừa là khuyết điểm luôn. Đúng rồi. Còn em nói điểm mạnh, điểm yếu. Điểm mạnh của em là tự tin trước đám đông, kỹ tính. Nhưng mà cũng là cái khuyết điểm của em. Tại vì kỹ tính quá thì đâm ra ở với nhiều người cũng hơi khó khăn. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây 4-5 năm trước. Rồi sao chia tay? Dạ thì thời điểm đó cái việc mà em cần tập trung nhất là gây dựng sự nghiệp. Nên em bắt buộc phải tạm ngưng cái bạn đấy. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Giờ gọi là tạm ổn rồi. Tạm ổn rồi ha? Dạ. Thế có thể nếu mà lập gia đình thì có thể lo cho vợ cho con được chưa? Dạ được rồi. Bây giờ bạn gái đã từng có bồ chưa? Ừ. Dạ rồi ạ. Có rồi luôn hả? Mấy, dạ. mấy mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì là một, còn mà để quen thì là hai. Tại rồi. Vì người đầu là đang vô dạng là tìm hiểu. Còn người thứ hai thì là quyết định gọi là đi lâu dài. Ừ. Nhưng mà vì nhiều lý do mà tụi em phải chia tay. À. Dạ, thì từ đó thì em không có quen nữa. Từ đó gì? Mới 21 mà từ đó gì ông? Cũng được năm rồi. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào hả cô gái? Dạ em thì chỉ muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình, san sẻ với mình trong những lúc mà khó khăn hoặc là vui buồn gì đó. Em có cái mẫu hình về ngoại hình như thế nào không? Em thì thích người hơi mập mạp một xíu. Đây cũng hơi mập một xíu. Trắng hay đen hay cao hay là như thế nào? Có cần đẹp trai không? Dễ nhìn. Với lại cái quan trọng là nói chuyện mà có duyên. Có duyên dễ bắt. Có duyên là cái quan trọng nhất. Dạ, đối với em. Chứ mà đẹp trai mà vô duyên hồi đầu là mình đã không muốn nói chuyện rồi thì lấy đâu ra tìm hiểu. Sao anh trai, em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Em thấy cũng 50-50 quá. Em muốn tìm một người phụ nữ của đời mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái có chiều cao một xíu, từ 1m55 độ lên. Em mét mấy? Dạ em 1m58. Trời ơi, ta dư tới 3 phân ông ơi. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Thấy chưa, còn dạ. Gì nữa không? Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Để xem giống Ninh Dương Lan Ngọc không? Thôi, cũng giống vô số biết được chứ bộ. Cũng nét lắm chứ bộ, dễ thương à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Bà mối. Gì? Bên đàn gái tôi thấy xinh đó. Bây giờ mà hỏi coi chừng nào chịu gả được nè. Thí dụ như bên đàn trai chịu đó, chừng nào bên đó gả được. Lâu ạ. Tại vì bên đây ta mới có 21 tuổi. Rồi người ta còn phải vừa đi học vừa đi làm. Và người ta là một người rất là tự lập.
Người ta không muốn nhờ vợ. Lâu nhưng mà khoảng lâu mới được chứ, ta phải chờ đây ta 27 tuổi rồi đó. Sao bây giờ tính chừng nào lấy chồng nè? Em thì lấy sớm lấy muộn không quan trọng. Quan trọng là người đó hiểu mình và đi cùng với mình lâu dài cơ. Tức là con tim mà đập bạc 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 là lấy luôn đúng không? Dạ. Rồi, cưới chồng thì cưới liền tay vậy. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích tính độc tài. Ghê quá vậy, làm gì dạ, độc gia tài? Trưởng. À, gia trưởng chứ độc dạ. Tài nghe ghê quá. Tại em từng gặp hai người có gộp tính là độc tài và gia trưởng. Trời ơi. Còn tính nữa là hay nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Em hình dung cái người bạn trai bên kia có cái xác suất mà rơi vào cái điều mà em sợ không? Qua giọng nói thì em nghĩ chắc không. Bao nhiêu phần trăm trong cái tưởng tượng của em? Chắc khoảng tầm 70. Qua coi. Đây thì giờ có nữa. Bên đây hiền khô, dễ đây, thương, có đây. Duyên, trời ơi. Không có nước độc tài đâu. Dạ, dạ. Có duyên. Ừ. Em có độc tài không? Dạ không. Em có gia trưởng không? Dạ không. Em có nghe lời ba mẹ không? Tất nhiên là có. Đúng nhưng rồi, mà phải nghe chứ. Em mà nói em không nghe một cái đi thì chị suối là bà bỏ em liền á. Dạ. Ha Cương ha, phải dạ. Nghe lời ba mẹ. Ừ. Nhưng mà là phải có chứng kiến riêng của mình chứ không phải cái gì cũng răm rắp nghe theo. Chứng kiến riêng mà phải đúng dạ. Trong vấn đề gọi là hôn nhân, quan hệ gia đình đúng không nè? Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ. Em hình dung cái cô bạn bên đây sao? Bao nhiêu phần trăm mà theo như là em mong muốn? Trước khi gặp mặt thì em hình dung về tính cách thì khoảng tầm 70-80% là em mong muốn. Bây giờ để thử hỏi người nhà em coi mấy chục phần trăm ha. Em đi với ai? Dạ, em đi với bạn của em. Em thì em thấy cũng bạn này cũng ok. Nếu mà hai bạn này mà nhấn nút với nhau thì sẽ là một cặp đôi hạnh phúc không? Chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và chị gái. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chào hai MC. Chào con trai. Con chào bác. Như con trai thì nghề nghiệp ổn định mà tuổi tác thì cũng cân xứng. Nói chung là hơn mấy tuổi như vậy là cũng tốt rồi, ok rồi. Bây giờ để cho hai trẻ gặp nhau đi, mở rào đi. Tấn công liền. Dạ. Xin chào anh. Dạ em quà. Dạ em có món quà tặng anh. Dạ cảm ơn. Dạ em tặng cây xương rồng là để tại vì là nó sống ở nơi khô khan nhưng mà nó vẫn xanh tươi vẫn đẹp. Cảm ơn. Dạ. Có gì giờ thấy là anh trai nó hơi bị bối rối chút xíu đó. Giao lưu văn nghệ cho nó quên đi cái sự bối rối đi. Anh muốn em trước hay là anh trước? Thôi anh Nam để anh chủ động trước đi. Dạ. Có trời ơi vô liền. Thì anh cũng chỉ thuộc một số câu hát ở trong một bài hát thôi thì dạ. Thuộc nhiều hát nhiều nha. Dạ vâng ạ. Người tuyệt vời nhất là em chính em. Chẳng ai khác ngoài em. Là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Thôi được rồi. Em cũng cảm ơn anh. Em thì hát không hay nhưng mà có biết chút chút về nhảy. Cho xin miếng music. Nhảy theo bạn trai, nhảy theo. Dạ rồi, dạ. Tại em gì hả? Hết ngang ngược vậy. Rồi ok, ngồi xuống đi chúng ta bắt đầu nói chuyện nào. Em cảm nhận như thế nào vậy? Nếu mà ấy thì gặp nhau lần đầu thì em chỉ dám nhận xét là nói chuyện anh hơi ngại nhưng mà lời nói thì là chân thật. Em cảm giác là chân thật. Còn bây giờ anh nói cậu nghĩ về em đi. Đầu tiên là đập vào mắt là xinh xắn, dễ thương. Và cái thứ hai là cá tính. Nếu mà ví dụ mà có duyên thì hy vọng là có gì nương tay với anh đấy. Tại vì anh cũng hiền. Bảo em nương tay là ý là không được đánh anh nữa hả? Không, cái này thì không có. Tại em nóng theo cái kiểu là em bực, em cọc rồi em tự bỏ đi ra ngoài. Chứ em sẽ không ở lại gây gỗ với người ta. Vậy thì cũng dạ. Giống anh. Anh dạ là vâng. Nóng là anh bỏ đi. Dạ à, bỏ đi vậy là hai đứa đi luôn đó anh. Nếu có hẹn hò thì hẹn hò sao? Ngày đầu tiên gặp ở đâu gì đó? Thì không biết là em ở trên... Hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần thường thường vào tối thứ bảy chủ nhật em có rảnh không? Cũng tùy anh, tại vì cái nghề của em, ví dụ như có ngày thì em đi quay mấy ngày liên tục làm như chương trình mà. Nên phải đi trực show này kia. Công việc của anh thì nó, nếu mà một khi đã vào việc thì cũng rất là bận. Nhưng mà sẽ có những khoảng trong tháng, tức là ví dụ một tháng 30 ngày thì sẽ rảnh được khoảng 10 đến 15 ngày là, tối đa là 15, còn không sẽ rảnh được khoảng 10 ngày. Dạ. Là rảnh hoàn toàn luôn.
Còn lại nếu mà đã bận là trong 20 ngày kia là gần như là không có thời gian. Dạ. Từ sáng đến tối tại vì là cái này chắc có lẽ nếu ví dụ mà mình có duyên để đi với nhau xa hơn thì mình sẽ có thời gian để trao đổi về thời gian rảnh thì dạ, mình sẽ gặp được nhau. Còn vấn đề đi xa thì anh không có ngại. Cho dù em ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng đi được hết. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình tiến tới nhau, tiến tới những cái xa hơn. Tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Thì cái vấn đề mà tìm hiểu nhau á, chắc chắn là phải có rồi. Tại vì nói là không ngại vấn đề cưới sớm hay cưới muộn, nhưng mà em muốn trước khi bước vào cuộc hôn nhân thì nó là một cái gì đó nó khác với tình yêu. Nó sẽ phải lo nhiều thứ nhiều hơn, như là gia đình hai bên, con cái, cuộc sống của hai người đi mãi về sau này, chứ không phải là yêu chơi một ngày hai. Nên là về kỹ, thà bước chậm nhưng mà còn đỡ hơn bước nhanh mà bị hụt. Rồi, hết thời gian. Sau thời gian giao lưu âm nhạc, giao lưu những cái câu chuyện trong cuộc sống và có thể hiểu nhau tiến tới xa hơn, mình quyết định bằng trái tim của mình nha. Chuẩn bị 3 2 1 Wow. Bấm nút rồi đó. Yeah. Chúc mừng hai đứa. Bạn gái còn rất trẻ nhưng bạn phải nói cũng rất là bản lĩnh ha. Chàng trai thì hơi ngại ngùng nhưng sao có bạn gái kế bên mà yên tâm đi. Đây bên tay ông cứng ngắc này. Thấy chưa? Dạ, nghe em làm cho nó mềm đi. Nắm lại đi cho nó mềm đây nào. Đây. Đó, trời ơi. Hãy hứa điều gì đi, có mẹ của bạn gái. Bác cho cháu xin phép được tìm hiểu em. Nếu mà có dịp, có duyên thì con sẽ thường xuyên ghé nhà bác chơi để cả bác gần như là liên tục. Cô thấy là cùng quê là cô vui rồi đó. Dạ, cùng quê là mà vui hồi rồi. Hồi nãy là nhìn lên trái tim mà thấy nó đỏ hết là rất là buồn. Em có thể đi đo tất cả mọi cái miếng đất trên khắp mọi địa đất nước này, nhưng quan trọng vẫn là đo trái tim của bạn gái. Em có thích những cái lời lẽ ngôn tình không? Dạ không. Vậy hả? Đôi khi hành động nó phải đi chung với ngôn tình. Dạ, em thích hành động hơn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để có thể cảm nhận được dấu ấn của chúng ta trong ngày hôm nay. Hôn má đi nào. Thôi em nhắm mắt lại đi cho anh tự tin. Tại em mở mắt ra anh muốn hôn. Thôi. Được không, được không, được không? Dạ rồi. Cái này dữ hơn nữa. Đừng nữa, tìm hiểu nhau thật kỹ nha. Yeah. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được tin vui của các bạn. Có cần đẹp trai không? Rồi tóc bồng bềnh hay là này kia nọ không? Dạ không ạ. À. Đừng để tóc dài là được. Con trai để tóc vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi hả? Mà cái này không có tóc để được tóc không? Luôn được không? Như yeah, vậy là có nghĩa là được rồi, em mới thích ăn bánh kem không? Dạ, em cũng làm qua một công ty bánh nữa chị. Ủa vậy hả? Chở củ về rừng rồi. Rồi, coi như hai bên ngọt ngào. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào cô Hồng Vân. Dạ chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia, con gái bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Được. Nguyễn gì? Nguyễn Văn Được. À, rất được. Tôi thấy là không được. Rất tại được. Sao là anh Quyền Linh là cô Hồng Vân là sao? À, không được. Dạ em xin lỗi chị Hồng Vân. Vậy mà là thật rất được đúng không Vân? Rất được. Như vậy dạ, là em quê quán em ở Bến Tre. Dạ còn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm lái xe. Rồi được lái xe là lái xe riêng hay là lái xe công ty? Em lái xe công ty. Lái xe công ty, tức dạ, là lái xe gì? Dạ, tải có du lịch cơ. À, còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh và tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Và bạn trai bên kia, em tên là Lưu Thị Hồng Loan, em 33 tuổi. 33 tuổi? Dạ. Wow, sao trẻ dữ vậy bé? Ủa được là nhiêu tuổi được? Dạ, em 31. Bên kia 33 hả? Vậy là lớn bên đây 2 tuổi. Có ngại không vậy Được ơi? Dạ không chị. Đối với Được thì cái gì cũng được hết.
Ừ, em làm gì đó? Dạ, em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ. Như vậy là có nghĩa là được rồi, em mới thích ăn bánh kem không? Dạ, em cũng làm có một công ty bánh nữa chị. Ủa vậy hả? Chở củ về rừng rồi. Rồi, coi như hai bên ngọt ngào. Em nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của em là ít nói với lại hơi rụt rè trước đám đông. Hay quên ạ. Trời ơi, quên rồi làm bánh nhiều khi liều lượng quên sao? Em không có làm bên khâu làm bánh. Em chỉ làm bên khâu đóng hộp này kia thôi ạ. À, còn được ơi. Dạ. Được được cái gì mà không được cái gì được? Em thì em không hút thuốc. Còn nhậu nhẹt thì em cho vui thôi. Còn ngoài ra thì những gì em cũng biết chút chút thôi. Chứ gì không biết chút chút luôn. Dạ. Có tật xấu gì không được? Dạ xấu em không có gì xấu hẳn. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết về đường tình duyên đi. Dạ, em trải qua hai mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất của em cách đây cũng 4 năm rồi. Quen được bao nhiêu lâu? Dạ gần 2 năm ạ. Nhưng mà do lúc trước em làm thu ngân á chị. Do thời gian em không có nên chúng em từ từ xa cách nhau. À, xa mặt cách lòng. Rồi còn bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em 2 mối tình. Chia tay mối tình cuối cách đây lâu rồi? Cũng 2 năm mấy, gần 3 năm. À dạ. Tại sao chia tay được? Dạ tại vì em lái xe. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Dạ chỉ đơn giản vậy thôi. Cái cô ấy là không thích lái xe. Không có tin lái xe. Dạ. Mà nhiều người nói cũng không tin lái xe lắm. Dạ đúng rồi. Tao nói lái xe là hay đi đây đi đó, có quen người này người kia lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Trời ơi đúng luôn hả? Nhưng mà em chỉ làm công ty, em đi sáng đi chỉ chiều về công ty thôi chứ không có đi lố ngày. Rồi em sao? Em có gọi là ngại cái vấn đề mà cái người bạn trai của mình là tài xế không? Dạ không ạ. Em nghĩ nghề nào cũng là cái nghề thôi, do bạn đó chân thật hay không thôi ạ. Chào em gái. Dạ, chào anh ạ. Bây giờ em muốn mối tình tiếp theo của em là người như thế nào? Thì cao hơn em tầm 1m60 đến 1m65 là được rồi. Cao hơn em có cao. Dạ. Rồi gì nữa? Thì ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình thôi. Ít nhậu, anh này nhậu lắm. Dạ. Quan tâm gia đình thấy cũng hiền. Ngoại hình sao nè? Dạ vừa người là được. Có cần đẹp trai không? Rồi tóc bồng bềnh hay là này kia nọ không? Dạ không ạ. Cứ đừng để tóc dài là được. Con trai để tóc vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi hả? Mà cái này không có là tóc không để tóc luôn được không? Dạ thôi không thích đồ hó. Nè những người hói thông minh nè, tình cảm nè, giỏi giang nè, yêu thương vợ nè, trung thủy nè, chăm sóc người yêu nè, lo lắng nè, chiều chuộng nè, cúi đầu nè, xin lỗi nè, mua quà cáp nè, lãng mạn nè, đó hói là vậy đó em. Chịu không? Nếu mà tốt tính thì chắc cũng được. À, bạn trai. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nửa yêu thương của em thì cần biết cho gia đình là được. Chỉ bấy nhiêu thôi. Dễ không? Dạ. Chỉ yêu thương gia đình là được rồi. Anh hiền khô à. Dạ. Nha. Bưng qua coi đi, hiền lắm. Dạ, chào em. Chào em. Dạ. Em ơi, em có hình dung cái người bạn nữ bên rào bên đây như thế nào không? Dạ, hình dung tính cách thì giống tựa như em. Bao nhiêu phần trăm khi mà trong đầu em suy nghĩ về cái người con gái bên đây? Khoảng 80%. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hai người hiền quá à. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai vậy? Được. Dạ em đi với bạn bè. Dạ em chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Em tên là Trang, là bạn chơi với được cũng thân lâu lắm rồi ạ. Em cũng nói sơ về tính của bạn em á. Là bạn em nếu mà quen ai mà thương thật lòng hả chị? Thì bạn rất là lo cho người đó. Và bạn rất là có hiếu với gia đình. Nếu mà bạn nữ bên đây mà thích một người nam mà biết có hiếu và lo cho gia đình thì em nghĩ bạn nên chọn bạn của em ạ. Còn nói với bạn nữ thì em thấy bạn cũng hiền, ít nói, đầm tính. Nếu mà hai bạn mà khi mà dở màn á, thấy nhau mà hợp á thì nên cho nhau cơ hội. Còn em? Dạ em đi với chị em, đi với cô em. Chào hai MC. Tôi là mẹ của Hồng Loan. Thấy chàng trai cũng được nhưng mà sợ con của cô lớn tuổi hơn bên chàng trai có chịu không? Dạ không sao ạ. Tại vì cô có một đứa con gái nên cô mong chọn người nào thực tình để quan tâm về cháu. Nhưng mà cô thấy con rể tương lai này là hiền không? Thì mình cũng nhìn thấy vậy thôi chứ chưa biết được.
Rồi thôi bây giờ vậy đi mở rào đi để cho hai bạn tự tìm hiểu nhau nha. Rồi mở rào. Em cũng có món quà nhỏ nhỏ. Trời ơi, bánh trao qua rồi đó là rau câu nhận lại. Cái này là từ đây em đổ rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Còn cái này là gì em? Này là gì? À, cái này là em muốn anh tham gia trò chơi nhỏ nhỏ với em ạ. À. Thấy được không ạ? Dạ, trong nữa đây hả? Em có 3 lá thăm, anh bóc rồi anh thực hiện theo cái yêu cầu trong đây được không ạ? Có khó quá lắm. Anh nghĩ anh chắc làm được á. Anh thử anh bóc một trong 3 lá thăm. Có một thử thách nhẹ với bạn nam. Bạn hãy nói một điều bí mật, một điều bí mật về anh đây là hôm nay anh đến đây là hiện tại là công ty không biết. Cũng được, cũng là bí mật. Dạ, gia đình biết. Rồi còn cái gì nữa không? Không thì má nó đi. Nè, anh muốn tham gia nữa không? Được. Nè, em có 3 cái. Em nghe lời anh Quyền nha. Này khó quá anh Quyền Linh ơi, anh Tài. Bạn hãy nói một lời thả thính. Nói lời thả thính mà khó cái gì? Trời ơi, khó cái gì? Cái này mà có cái gì đâu mà khó chứ. Em đó giờ chưa bao giờ nói một lời thả thính thì sao em thả thính được? Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, trứng rán cần mỡ. Yêu anh không cần cớ, cần bạn cớ. Anh ơi, đó. Rồi bắt đầu. Bắp cần bơ, anh cần em, nó đại vậy luôn đi. Nó gọn đi. Nào, 2, 3. Nó không được anh ơi. Nó bỏ qua cho anh. Rồi, thôi về đây đi được rồi, dạ. Nó hiền quá à. Em thấy không, hiền tới mức mà không biết thả thính luôn đó. Vậy mà sao mà có chuyện lăng nhăng ở đây được. Đó, tin chưa? Dạ. Bây giờ em thử thách ngược lại bạn này. Vậy bạn nữ nói một cái điều bí mật của bạn nữ đi. Bí mật của em hiện giờ vẫn còn ngủ với mẹ. Rồi, thả thính đi nào. Thả thính hả? Sao, được không? Dạ. Thấy chưa, mình làm không được mình đi mình thử thách người ta hả? Qua cái cuộc chơi nhỏ nhỏ game, mini game vậy đó. Nhưng mà cũng biết được cái tính con người ha. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em thì cũng được. Cũng ít nói, cũng hiền. Dạ. Thì em cảm nhận bạn nam cũng hiền. Cũng hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Tôi đảm bảo hai người này mà hẹn hò nhau ở công viên là xung quanh cỏ bị mất hết, không còn một cây nào luôn. Hẹn hò sao? Vậy thì công việc của em thì sẽ hẹn hò được thời điểm nào? Em chỉ đi làm từ 8 giờ đến 4 giờ thôi. Còn buổi tối thì em rất là rảnh ạ. Vậy nếu mà mình làm quen được thì bao lâu em cảm thấy sẽ bước tới được? Thì tùy vào tình cảm bạn mà đến lúc nào đó muốn được thì mình tiến tới thôi ạ. Vậy anh hỏi em chứ nếu mà lập gia đình thì em sẽ thích bao nhiêu người con? Em thì mong nhà em thì ít người, có mình em thôi. Em cũng muốn có nhiều nhưng mà tùy thuộc vào kinh tế của hai đứa nữa chứ. Bây giờ em thấy người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình không? Dạ cũng có. Em có đủ chăm sóc cho cổ không? Dạ đủ. Lấy nhau ở đâu? Dạ ở đâu cũng được. Ai lo chỗ ở? Dạ đương nhiên là em thôi. Em lo ở đâu? Dạ, có thể là ở nhà trọ. Nếu mà ở nhà bên cô ấy được thì ở, còn nếu ở không được thì về nhà em ở. Nhà em ở đâu? Nhà Bến Tre. À đó. Dạ. Phải nói rõ cho cụ thể cho cô ấy hình dung được á. Dạ. Rồi coi như anh hỏi giùm em đó. Dạ. Cái hình dáng như thế này, chiều cao vậy là em thấy ưng chưa? Dạ tốt ạ. Tốt không? Khuôn mặt vậy là em ưng chưa? Dạ được ạ. Cái tóc vậy được không? Dạ được ạ. Được luôn rồi, bây giờ mình lướt qua cái vụ kia luôn phải không? Dạ. Rồi vậy là thấy là rồi, cũng bấm thôi được rồi đó. Hả? Đây là quyết định riêng của chúng ta. Nếu thật sự rung động, thật sự đây là một nửa yêu thương của mình thì trao nhau cơ hội bấm nút. Còn nếu không, cảm giác không thì không cần bấm. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Rồi, nắm tay nhau đi được rồi đó. Không lẽ nắm tay tôi phải kêu nữa. Bây giờ cặp này yêu chắc tôi phải đi kế bên gì đó. Được không? Dạ được. Nếu mà kêu đi hai người yêu đương thì phải bao 4 ly cà phê. Hai đứa tôi ngồi hai bên. Có gì thêm vô. Đây nè, đã cứ gầy nè, rủ rỉ. Cứ vậy đổ dầu vô lửa, nói đi.
Khổ ghê không? Rồi đi trồng cỏ lại cho người ta nữa. Trời, thấy cảm giác nắm tay sao em gái? Dạ hơi run. Em thấy thì sao nè? Dạ ấm. Đó, rồi bây giờ làm cái thủ tục đi nè. Bây giờ đừng có nói cái này không làm là bỏ qua cơ hội này ha. Hôn cái hôn đầu tiên cho má của dạ, người con gái ấy. Dạ, con hôn. Dạ. Rồi hôn cái hôn liền thấy không? Chưa nói cái gì cũng không nói cho mà kêu hôn hôn liền à. Dạ này dễ làm hơn hả? Dễ làm hơn, trời ơi. Hôn dễ. Đây là món quà dành cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nào, hẹn hò điện thoại cho tôi nha. Dạ. Mối tình này có thành hay không do tôi. Trời ơi. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Sao trong cuộc đời này có những người hiền đến mức như vậy? Đúng là như vậy thì họ khó tìm được một nửa yêu thương của mình lắm. Thì đó, với cặp đôi này tự nhiên mình thấy cái vai trò của mình đó, mình cần phải làm những cái điều như vậy, đúng không Linh? Đó, mình theo cái nghiệp này là quá đúng rồi. Đúng rồi. Giờ chỉ còn coi như nếu như các bạn có một cái lời trợ giúp đó là anh Linh, chị Vân ơi, đi theo tụi em, thì mình sẵn sàng trồng cỏ nha. Đúng rồi. Ok, yeah. Yeah.